của bé Mai Hương xin mời em cùng tiến về khu vực sân khấu ạ. Và tiếp theo đó xin phép được mời bé Hồ Đặng Quỳnh Anh sẽ cùng tiến về khu vực sân khấu để chuẩn bị ạ. Rồi, con cảm ơn sức của đây nè. Có thể giới thiệu sơ lại cho mình cho mọi người được biết không? Con tên là Mai Hương. Năm nay con 9 tuổi, hôm nay con biểu diễn bài Bầu Trời Xanh. Con đã chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện tài năng của mình chưa nè? Rồi, và xin mời con cùng